Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì như tựa đề video á, thì mình vừa mới mua một cái chai xịt dưỡng sên ha. Thì mình mua chai này với giá là chỉ có là 60 ngàn thôi ha, giá rất là tầm trung, đồ Việt Nam mà. Nhưng mà mình quay video này lên để mà mình xịt thử vào cái cọng sên của mình á, để coi như là cái độ bôi trơn của nó như thế nào đó, và nó đi nó có va văng văng sên văng sình này, đồ này nọ nhiều không đó. Đây, và bề ngoài của nó đây, BZ nè, BZ Gen Loose dầu bôi chân xịt. Cái hãng này là nó có tới ba chai lận, một chai vệ sinh sên, vì một chai xịt dưỡng lốp á, lốp của các bạn bị ố, bị phai màu á, xịt vào nó sẽ dưỡng lại cái màu đen ha. Đó, thì mình sẽ khui thử cái này và mình sẽ xịt cho các bạn coi. Nó sẽ có tặng kèm cho mình một cái ống để mà mình bắt vô cái đầu này, vậy mình để mình xịt nha các bạn. Cầm cũng khá nặng á, nước chắc cũng tầm tới đây nè. Dầu chắc cũng tầm tới đây quá. Cái này các bạn có thể mua ở trên Shopee cũng được. Ở ngoài bán chắc cũng tầm 70 á, Shopee là tầm 55 hoặc là 60 ngàn. Thì Shopee mình thấy mua đồ cũng khá là ok. Có chính sách đồ này nọ nó tốt lắm. Nói chung là bạn, nếu mà bạn mua nhầm hàng giả nó bồi thường rồi nọ. Đây là một cái ống đi. Đây là một cái ống để mà nối vào cái bình này để mà mình xịt ha. Thì trước để coi đọc hướng dẫn sử dụng coi. Làm sạch bề mặt xịt nè, lau chùi xịt khô bằng xịt khô sạch, lắc đều trước khi sử dụng nè. Để xa khoảng 15 tới 20 cm nè, xịt lên đều. Không được chích vật nhọn. Không gì. Không được để dưới nắng trên 50 độ. Đó, độ mình chắc bây giờ trời mát chắc tầm ba mấy độ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào mình thử nha. Xin phép các bạn là mình tắt video để mình lắp lại cái nha. Rồi các bạn, thì mình đã vừa gắn cái vòi vào nè, bây giờ mình sẽ xịt thử coi là cái dầu của nó là sẽ như thế nào nha. Phun nhẹ nhẹ thôi. Nó có sệt sệt. Cọng sên này của mình á, là cái cọng sên phát, nên là mình rửa dầu hoa mấy lần các bạn thấy có nó bị sét này. Với lại hiện tại đang là mùa mưa á. Đó, ok, mình thấy nó xịt vào nó sẽ thấm vào mấy cái ngóc ngách và nhanh nha. Tại vì mình xịt mấy cái này á, mình sợ là nó sẽ văng văng vào mâm, vào đồ đúng không? Cái mâm bạc này nó sáng màu, nó sáng. Sợ nó sẽ đóng dơ, mình lại nó khó nữa. Ồ, thấy nó xịt vào nó thấm vào rất là lẹ nha. Nó có cái nổi cái bọt lên á. Bọt hơi. Ủa, nó nghe tiếng, nó nghe giống như cái tiếng nhỏ lách tách thôi. Đó, các bạn thấy nó có cái nhớt nhớt không nè, đó thấy không, đó
có cái nhợt nhợt nè. Thì mùa mưa thì các bạn, nếu mà các bạn nào mà tiết kiệm thì cũng có thể mua chai này xài thử, thấy giá nó cũng rất là dễ chịu luôn á, quá dễ chịu luôn. Đó, thì mình xịt vào mình đi thì cho nó êm được một, nó êm cái phòng sên ha. Cái này nó cũng có chống rỉa sét nữa, trời mưa thì nước mưa nó rất là nhiều. Vừa xịt xong rồi các bạn, đó nó rất là rất là đó, bóng dính dính nè, để mình quay cho các bạn coi nha, giống như là cái tơ nhện vậy đó, không biết camera đó, các bạn thấy không, đâu rồi đó nè, đâu rồi đó, nó sẽ có những cái cọng đó, sẽ có những cái cọng mà giống như là đó, mà thấy rõ chưa? Đó, nó sẽ dính dính và nó đó, giống như là tơ nhện vậy đó. Đó. Thì cái cọng sên của bạn khi mà xịt xong nha, nó rất là bóng. Đẹp lắm. Và các bạn tránh cái tình trạng mà xịt xịt quá nhiều nha. Xịt quá nhiều thì nó cái này cái gì quá nhiều nó cũng không tốt. Xịt quá nhiều thì khi mà các bạn bi á thì nó sẽ văng vào mâm nè ha, và xe mình thì không có gắn cạc te là nó sẽ bị văng lên chỗ này đó, sẽ văng lên mâm và văng lên những cái như là gác chân nè, thì các bạn tránh, nên xịt một cái lớp mỏng và vừa đủ để cho nó bôi trơn đều thôi, chứ không cần phải xịt quá nhiều ha. Xịt quá nhiều á thì nó sẽ làm dơ, làm văng tùm lum dơ, và khi nó đóng lại thì các bạn lau rất là khó, và nó sẽ văng, nó sẽ chảy xuống ha, nói chung là rất là khó chịu, thì các bạn nên tránh tình trạng xịt quá nhiều ha, xịt vừa đủ đó cho bôi trơn thôi, quá tuyệt vời. Đây, mình thì mình không có quảng cáo quan gì nha, tại vì mình là một người trải nghiệm những cái món đồ này thì mình quay lên mình review cho các bạn coi thôi, và cảm ơn các bạn rất nhiều, nếu các bạn thấy hay thì bấm đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Bye bye.